Bây giờ đầy nhà xin rồi anh ạ. Em nhìn thấy là cứ cái loại nào ăn sớm là có tiền. Bữa ấy cũng thế, được quả đấy, lúc đấy các bạn rẻ quán bán được 10 với 11 12 nghìn một quả, thì bây giờ với diễn đến đâu ra. Ôi nhưng mà hình như nhà ông ấy bán rồi sao phải không? Nhà ông gì nhỉ? Ông ấy bán, à nhà Dũng với ông Hải mới này cái gì bố vợ Dũng là Hiền. Ông Hiền bán rồi đó. Anh không biết được nhưng mà quận bây giờ nó đang mua buổi thờ thôi. Thấy bảo đội đấy bán 12 rồi sao? Chắc nhiều buổi thờ. Thế thằng ba nhà ông Hiền thì chắc toàn buổi ăn là gì buổi thờ anh? Chưa đi gì lắm. Nhà ba chưa động cửa gì. Ba năm ngoái là lô đất khách nhất làng ấy. Ba năm ngoái là vơ được bà Kim. Mẹ vợ thằng An hả? Mà năm nay khách đấy không biết thế nào. Năm ngoái lũ lặng rồi, lại bỏ nghề sao? Đâu gọi là đi buôn vẫn buôn dưới Bắc Ninh chắc vẫn kiếm được ấy. Hai thằng con đi Campuchia rồi. Không thành rồi.